Mô hình nông hội tại tỉnh Gia Lai đã liên kết bà con có cùng ngành nghề, cùng lợi ích, cùng tham gia chia sẻ, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cũng như cập nhật thông tin về thị trường, tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, đây là mô hình mới nên việc triển khai còn lúng túng, hoạt động liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp còn bất cập. Theo đó, tùy theo tình hình cụ thể mỗi địa phương, tỉnh Gia Lai khuyến khích các nông hội phát huy tính sáng tạo, đảm bảo hoạt động thực chất, tránh hình thức và chạy theo thành tích. Ngành chức năng sẽ hỗ trợ tập huấn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm của nông dân, mang lại lợi ích thiết thực cho các hội viên.